chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới một số những cái thông tin đi thì như thường chia sẻ đầu của cái tập này đó thì chúng ta đã vẫn tiếp tục sẽ nói về tình hình của xrp và sec các bạn tại vì đây vẫn là cái thông tin mà nhiều người muốn nhắc đến các bạn có thể là đã cảm thấy nhàm chán nhưng mà thật ra chúng ta cũng nên quan tâm đến những thông tin này đầu tiên hết chúng ta đã thấy là có hai ngân hàng lớn đã chính thức đưa ra nhận định là những gì xảy ra tuần vừa rồi đó, phán quyết của thẩm phán là XRP không phải chứng khoán nó sẽ giúp đỡ rất nhiều cho sàn Coinbase tại vì các bạn đã biết là SEC kiện Coinbase tại vì họ nói Coinbase cho giao dịch chứng khoán chưa đăng ký và những cái chứng khoán đó chính là những cái token trên sàn Coinbase và nếu như mà những đồng đó bản thân không phải là chứng khoán và giao dịch trên sàn thì nếu như dựa vào luận của thẩm phán Torres thì đó không phải là chứng khoán thì Coinbase đâu có di phạm luật gì đâu Nói chung là chúng ta thấy được là hai ngân hàng là Barclays và JP Morgan đều đưa nhận định tương tự như vậy rất là tốt cho Coinbase các bạn đã thấy đây cũng là một trong những lý do tại sao mà cổ phiếu Coinbase lại có sự tăng trưởng sau khi có cái thông tin tuần vừa rồi và đối với công ty Ripple đó, thì họ nói đây cũng là một điều mà họ đã mong chờ từ lâu rồi tại vì công ty Ripple nói là cái vụ kiện này nó giống như là một cái đám mây đen cứ bao phủ cả công ty à, thì người ta không có muốn làm việc chung với lại đồng XRP tại vì người ta đang không biết là tình hình cuối cùng sẽ ra sao nhưng mà bây giờ đã có phán quyết rồi thì có khả năng là sẽ có nhiều ngân hàng một lần nữa lại sẽ sử dụng XRP để mà di chuyển xuyên quốc gia tại vì công Ripple đó thì họ cung cấp à, những cái dịch vụ di chuyển tiền và phần lớn làm việc với những cái công ty và những cái ngân hàng và họ có một sản phẩm không phải sản phẩm nào cũng sử dụng XRP nhưng mà có một sản phẩm đó chính là on demand liquidity nghĩa là ODL đó sản phẩm này thì sử dụng đồng XRP để cho những ngân hàng có thể di chuyển tiền qua lại một cách nhanh chóng và hy vọng là sau khi mà có quy định này rồi thì sẽ có nhiều ngân hàng hơn tiếp cận với đồng XRP và hứng thú giao dịch đồng XRP cũng đã tăng lên nhiều rồi. Tính tới ngày 17 tháng 7 thì chúng ta đã thấy được dựa theo Kaiko đó thì đã có 21% của tổng số volume là giao dịch đồng XRP còn cao hơn cả BTC là 20%, Ethereum là 8% và tất cả coin còn lại là 51%. Và đây là thống kê của Kaiko đến từ 25 sàn tập trung lớn nhất hiện tại. Chúng ta cũng có à, cái à, cập nhật đến từ SEC các bạn à, thì ngày hôm nay đã cũng có một số các cuộc phỏng vấn và lần này đã thì họ phỏng vấn chủ tịch Joe Ganser của SEC và đương nhiên họ không quên hỏi chủ tịch Joe Ganser về sự kiện của XRP thì ông ta có cảm nghĩ như thế nào thì chúng ta đã thấy được là tuần vừa rồi đó, thì SEC vẫn đang nói là họ vẫn chiến thắng và họ ăn mừng nhưng mà hôm nay thì chủ tịch Joe Ganser đã nói với lại Reuters là ông ta thất vọng về kết quả của XRP nhưng mà không nói gì thêm Đặc biệt hơn đó là có một cái cuộc phỏng vấn uh, với lại Yahoo Finance và nói rất là dài các bạn Cái phần này đó là cái phần nói riêng về crypto và XRP mà thôi mà nó đã dài tới 7 phút rồi thường sẽ không có play cái phần này Nhưng mà thùng đã tóm tắt và chia sẻ trên mạng xã hội với các bạn Thì uh, điều các bạn nên hiểu đây đó là trong cái phần này có 5 điều chúng ta cần phải lưu ý Thứ nhất đó là giọng điệu của Chủ tịch Giao Trang Sự đã dịu dàng hơn nhiều các bạn Ăn nói nhẹ nhàng hơn và không phải cái giọng điệu là bắt nạt theo cách của tôi hay là phải ngưng hoạt động ngay lập tức Thì không có giọng điệu nữa Thứ nhì là ông tránh trả lời rất nhiều câu hỏi quan trọng Chẳng hạn như là phán quyết của tòa án về XRP có ý nghĩa gì Đối với những cái điều kiện khác như là điều kiện với lại like Coinbase và Binance Điều này ông không có trả lời, ông trả lời dòng do mà thôi Đương nhiên là các bạn à, Thứ nhất đó là ông ta đang ở trong một cái thế là khó trả lời tại vì sau cái sự kiện của XRP thì tình hình của Coinbase và Binance sẽ thay đổi nhiều rồi. Điều thứ ba là khi mà được hỏi đó, điều này có nghĩa là SEC cần viết một quy tắc mới đặc biệt cho ngành công nghiệp crypto hay là không? À, tại vì rất rõ ràng là luật How We Test không có áp dụng được một cách rõ ràng với lại crypto Bởi vì chúng ta mới thấy XRP cuối cùng không phải là chứng khoán Thì Jerry Gensler nói là còn quá sớm để ra kết luận sau đó ông tiếp tục nói đó là SEC đã có các quy tắc liên quan đến hoạt động gây vốn và điều hành một sàn giao dịch. Điều này đó tuy là cũng tương tự những gì mà ông ta đã nói trước đây nhưng mà các bạn thấy là một điều rất khác là trước đây đó ông sẽ bác bỏ ý kiến này ngay lập tức và nói là tất cả phải theo luật chứng khoán hiện hành. Lần này thì dày dặt hơn, nói là còn quá sớm để ra kết luận. Tại vì các bạn nên biết đó là không những riêng là thẩm phán đã ra quyết định thường nhiều rồi mà chúng ta thấy là quốc hội cũng đang tăng tốc để có thể có được một cái luật liên quan đến crypto và các bạn đã thấy là ở quốc hội thì họ muốn giao quyền quản lý cho CFTC các bạn, ban quản lý hợp đồng tương lai ở Hoa Kỳ. Điều thứ tư thì khi được hỏi là liệu nửa cuối năm nay đó, từ đến cuối năm thì có thêm vụ kiện nào hay là không liên quan đến crypto. Tại vì nửa năm đầu tiên đó là có quá nhiều vụ kiện và thật ra trong 6 năm qua đó, SEC đã có tổng cộng là 150 vụ kiện liên quan đến crypto rồi. Thì ông ta nói là ông không thể bình luận hiện tại và điều cuối cùng, uh, Gail Chaser đã kết luận là công việc của SEC là bảo vệ các nhà đầu tư và giữ sự công bằng trên thị trường. Những người tham gia thị trường nên sẽ cần phải tuân theo các quy tắc đăng ký và cung cấp thông tin phù hợp cho công chúng. Điều này thực ra cũng không phản đối đâu các bạn. Thật ra một số những cái đề nghị của SEC thì cũng không có phải là quá đâu tại vì những cái đề nghị của SEC liên quan tới là một sàn giao dịch thì họ cần phải rõ ràng là họ đang uh, lưu trữ tiền khách hàng ở đâu mà họ phải rõ ràng là họ đang lưu trữ những đồng nào họ phải rõ ràng là họ có bảo hiểm bao nhiêu tất cả những điều đó đó thì điều quan trọng và họ cần phải rõ ràng là họ có dùng tiền khách hàng để cho vay hay là dùng đó để kinh doanh gì hay là không tại vì chúng ta đã thấy nhiều sự kiện như là Celsius, Voyager, FTX đã xảy ra thì những cái quy tắc đó nếu áp dụng nên thường nghĩ là cũng không có nhiều người phản đối đâu tại vì đó cũng tương tự những quy tắc chúng ta đã thấy ở Singapore, ở Hồng Kông và luật Mika ở châu Âu thì thường nghĩ điều này cũng không ai phản đối đâu điều mà nhiều người phản đối đó chính là bắt tất cả những sàn bây giờ phải có bằng chứng khoán và phải theo luật chứng khoán đó là điều mà nhiều sàn phản đối tại vì làm sao thừa chứng khoán được làm sao mà các bạn có thể đưa ra những cái báo cáo liên quan tới tài chính đối với những đồng như là tvm các bạn đó đâu phải là một cái công ty kinh doanh đâu mà người lưu trữ tvm cũng không phải là cổ đông cho nên có một cái luật rõ ràng hơn để những cái sàn có thể công bố để mọi người an tâm hơn thì điều đó tôi nghĩ là không có ai phản đối đâu cái mà mọi người phản đối đó chính là sec sử dụng cái lý do là bảo vệ những nhà đầu tư để tấn công thị trường này và điều quan trọng và thú vị hơn trong trường hợp của SEC và Ripple đó là hơn 75.000 nhà đầu tư XRP đã cho thẩm phán biết là họ không tin SEC đang bảo vệ họ ngược lại SEC đang gây hại đến tài chính của họ vì lý do đó đó thường đã chia sẻ trong video ngày hôm qua đó là lý do tại sao mà thẩm phán Taurus, à, tuy là không được hỏi trực tiếp nhưng mà bà ta cũng đã quyết định đưa ra một cái thông điệp là xrp không phải chứng khoán và để vào văn bản tại vì bà ta hiểu là đứng sau lưng những sự kiện này là những người thật sự họ đang lưu trữ họ đang đầu tư và đây không phải là chỉ quan điểm là cái luật how we test à, nên hiểu như thế nào nó không có phải là trên lý thuyết mà đây là đời thật các bạn, ảnh hưởng tới người thật cho nên thẩm phán cuối cùng đã ra quyết định là XRP không phải là chứng khoán và trong clip này đó thì người phỏng vấn không hỏi về việc liệu SEC có xem xét về kháng cáo hay không nhưng mình thường nghĩ điều đó cũng không quan trọng đâu tại vì giao thì có thể là tránh trả lời câu hỏi đó một lần nữa đó không ai biết là Gary có kháng cáo hay là không tại vì vẫn còn thời gian các bạn nhưng mà khi làm như vậy đó thì ông sẽ phải chấp nhận rồi rất lớn tại sao thường đã chia sẻ chi tiết trong video ngày hôm qua nhưng mà hiểu đơn giản đó là nếu như mà SEC kháng cáo mà thất bại trong phiên tòa phúc thẩm thì quyết định này sẽ là cuối cùng và có tính chất ràng buộc pháp lý với những tòa án cấp dưới như là các tòa án đó phải tuân theo quyết định đó cho tất cả những điều kiện tương tự trong tương lai đây là một rủi ro cực kỳ lớn luôn tại vì nếu như mà SEC đã từ bỏ bây giờ không có tiếp tục kháng cáo nữa thì những cái dự án còn lại giống như là họ đi kiện đồng rồng kia đó thì những thẩm phán đó hoàn toàn có thể là không đồng ý với quyết định của thẩm phán Torres nhưng mà khả năng cao họ sẽ dựa vào đó tại vì nó ít nguy hiểm hơn và là một lựa chọn an toàn hơn cho những thẩm phán dựa vào những gì đã có trước đây nhưng mà nếu một thẩm phán nào thực sự là muốn ra quyết định khác thì họ vẫn có thể tại vì họ không có bị ràng buộc bởi quyết định của thẩm phán Torres. nhưng mà nếu như mà lên thêm một bậc nữa thì sẽ bị ràng buộc các bạn cho nên giao dân mới đang lưỡng lự hiện tại và một cập nhật mới liên quan tới cái vụ kiện giữa XRP và SEC đó thì thẩm phán Sal Netburn đây là một thẩm phán khác nữa ở trong cái vụ kiện này đã ra lệnh cho Ripple và SEC đó, đề xuất 3 ngày thuận tiện để sắp xếp một cuộc họp cho hai bên thỏa thuận thì nhiều bạn uh, sẽ hỏi là dự kiện này không phải là xong rồi hay sao thật ra vẫn chưa xong các bạn cần phải tiếp tục có một cái thủ tục à, giống như chúng ta thấy được là cái phần đã rõ ràng là XRP không phải là chứng khoán nhưng mà cái phần còn lại là công ty Ripple đó vẫn vi phạm luật chứng khoán tại vì thẩm phán Torres đã ra quyết định đó là XRP bản thân không phải là chứng khoán nhưng mà XRP được bán bởi Ripple cho những đầu tư đó có nghĩa là bán trực tiếp thì đó là một hợp đồng đầu tư cho nên phải theo luật chứng khoán và Công ty Ripple đó là phải đóng phạt, đóng phạt bao nhiêu thì đó là lý do tại sao mà cần phải có cái cuộc họp này Và quan trọng hơn là cái số lượng nồng XRP ở trong ngân quỹ hiện tại đó Cái số lượng mà được bán hàng tháng thì số lượng đó đó phải xử lý như thế nào Và bán làm sao để không vi phạm luật chứng khoán Đó là điều mà sẽ được nói đến trong cái à, thỏa thuận này Thẩm phán đề nghị là lên lịch trước 6 đến 8 tuần tại vì uh, lịch rất là bận rộn hiện bây giờ thì có nghĩa là sớm nhất chúng ta biết là khoảng chừng 2-3 tháng nữa chứ không phải là ngay lập tức đâu và đương nhiên đối đầu với những thông tin này đó thì CFTC cũng uh, không có bỏ lỡ cơ hội các bạn một trong uh, những quỹ viên mà ủng hộ crypto đó của CFTC đó chính là quỹ viên kheo lai phạm các bạn và kheo lai cũng đã lên tiếng nói là đối với những cái thông tin gần đây thì uh, SEC nên uh, làm việc chung với lại CFTC để quản lý thị trường này Tại vì tương lai thì chuyện này nó sẽ càng lớn mạnh hơn Nhất là chúng ta đã thấy là đã có nhiều cái suy nghĩ là trong những năm tới đây đó sẽ có nhiều thứ sẽ được token hóa các bạn Bắt đầu bây giờ chúng ta đã thấy là có một số những trái phiếu rồi sẽ tới cổ phiếu rồi sẽ đến bất động sản vân vân Cho nên thị trường này nó không dừng lại ở đây SEC nếu như mà muốn có một phần trong thị trường này đó, thì nên bắt đầu làm việc với lại quốc hội, làm việc với lại CFTC. Và nói thật chứ, nếu như mà một ngày nào đó chúng ta thấy là Chủ tịch Giao từ chức đó, cũng không cảm thấy gọi là quá bất ngờ đâu các bạn. Tại vì nếu như mà SEC đơn vị này muốn quản lý một phần của thị crypto đó thì chướng ngại lớn nhất không phải là những cái vụ kiện này đâu mà chướng ngại lớn nhất tôi thấy thuận đó chính là chủ tịch Gary Gensler. Tại vì chúng ta không thể thấy một người dẫn đầu một đơn vị như SEC đó có một cái suy nghĩ thù địch đối với một thị trường mà ông ta muốn quản lý cho nên SEC nếu như muốn có cơ hội quản lý thị trường này đó thì cần phải có một chủ tịch mới cho nên thuần cảm thấy là Gary Gensler nếu như mà từ chức thì cũng không có phải là quá bất ngờ đối với thuần chúng ta cũng có một số những thông tin khác như là sàn Binance thì đã tích hợp mạng lưới Lightning rồi các bạn các bạn có thể gửi và rút À, sử dụng mạng lưới này ở trên sàn Binance, nhưng mà đây không phải là thông tin nổi bật nhất các bạn. Thông tin nổi bật nhất đó là chúng ta đã thấy là CZ đã chia sẻ một cái thuyết hồi sáng này, nói là nếu như mà các bạn chỉ mua lúc mà đang trong bull market thì theo định nghĩa đó, bạn lúc nào cũng sẽ mua cao. đương nhiên đây không phải là lời khuyên đầu tư, nhưng mà điều quan trọng không phải là cái thuyết của CZ mà các bạn thấy được là bên dưới này có một trong những người mà chúng ta cũng đã thường hay nói đến là Adam Cochrane thì chúng ta đã thấy là gần đây đó có khá là nhiều những cái thông tin xấu liên quan tới Binance hầu như tuần nào cũng có hết và chủ nhật ngày hôm qua đó thì Dan Crypto Trace cũng đã đưa ra một cái nhận định là đang thấy cái số lượng lệnh short liên quan tới BNB đã có sự tăng trưởng và chúng ta thấy được là cái sự tăng trưởng này đã tuy không có cao như là cái thời điểm trước khi mà SEC kiện Binance nhưng mà chúng ta vẫn thấy là bên dưới này ra cái số lượng lệnh số vẫn đang tăng lên thì có phải có ai biết gì đó hay là không à, chúng ta đã thấy là ngày hôm nay đã lại có thêm một bài viết nữa lần này là đến từ Wall Street Journal thì chúng ta đã thấy là gần đây đã có những cái thông tin là sàn Binance sa thải 1.000 nhân viên sàn Binance còn nhớ hình như là có 8.000 nhân viên thì sa thải 1 nhân viên thì còn 7.000 nhân viên nhưng mà CZ thì nói là cũng có sa thải như những công ty khác nhưng mà con số không phải là như vậy và vẫn đang mướn người hôm nay lại có thêm một thông tin nữa là những nhân viên còn lại đó thì đã bị cắt giảm những cái phúc lợi giống như là được trả tiền để sử dụng điện thoại và nếu như điện thoại đã được dùng cho công ty thì không cần phải trả tiền những phúc lợi đó đó thì bị cắt đó là cái thông tin được chia sẻ bởi tạp chí Wall Street Journal chúng ta vẫn cho đến bây giờ đó thì chưa thấy là CG có một cái bình luận nào liên quan tới bài viết này đi cùng xem cái chưa chính thức xem coi như thế nào các bạn vẫn chưa thấy nhưng mà một điều quan trọng hơn đó là một trong những người mà gần đây liên tục tấn công Binance ở trên Twitter đó chính là Adam Crokin à, chủ yếu đó Adam Crokin nói là CZ đang nói dối và sàn Binance đang gặp rất nhiều những cái vấn đề và đặc biệt hơn đó là tất cả những gì mà được chia sẻ với báo chí đều đúng và sàn Binance đang xả nhân viên và cái thu nhập sàn Binance đang giảm xuống vân vân và Adam Crocken thì chia sẻ cái thông tin các bạn nhìn thấy trên màn hình thì có một cái dự kiện là có một công ty là chủ Archblock cáo buộc là cái người đứng sau lưng đồng True USD đó độ ổn định này đó chính là Jason Sun. Jason Sun đã âm thầm thu mua lại True USD rồi sau đó đó in ra một số lượng đồng TUSD mà không được đảm bảo với bất cứ đồng đô la nào rồi sau đó bơm lên trên sàn Binance và đây là một cái lời cáo buộc các bạn và lời cáo buộc này đã được À, điền vào trong một cái văn bản kiện thì Adam Cochran cũng đã dùng những thông tin này và nói là CZ đã không có đưa ra bất cứ một cái dẫn chứng nào cho thấy là những cái thông tin này là không đúng sự như thật nhưng mà thật ra là CZ thì lại nói là cái người này đó là một trong những người mà trước đây đã có một dự án và dự án này đó là muốn được hỗ trợ tài chính và được hỗ trợ bởi sàn Binance nhưng mà sàn Binance sẽ không quan tâm đến cho nên người này đã gây thù cá nhân cho nên nó tấn công CZ liên tục và Binance liên tục ở trên mạng xã hội và ai đúng ai sai các bạn cái này thường không có biết được thôi chỉ chia sẻ những thông tin mới nhất mà thôi và thông tin này nó cũng mang cái tính chất drama thay vì quan tâm đến ai đúng ai sai ai đang nói thật sàn Binance cho vấn đề hay là không đó, thì uh, quan điểm của thường các bạn đã biết là không chỉ riêng là sàn Binance mà bất cứ các sàn thì chúng ta có thể dùng sàn gì để mà giao dịch giao dịch không phải là nơi các bạn có thể lưu trữ tiền một số lớn một thời gian dài được chúng ta đã từng chứng kiến nhiều cái sự kiện năm ngoái rồi không cần phải lặp lại những cái sự kiện đó để các bạn có thể hiểu tầm quan trọng à, của tự lưu trữ tiền và đây cũng là một trong những cái quy định của thuận capital thuận thường hải chia sẻ với các bạn nhưng mà điều đáng tiếc hơn đó đối với thuận là adam crocker gần đây Hầu như dành hết thời gian về cái sự kiện liên quan tới Binance và CZ Và Adam Cochran là một trong những người mà thường cung cấp những cái thông tin rất là hữu ích các bạn Liên quan đến tình hình tài chính nói chung, liên quan đến Ethereum, liên quan đến à, những cái sự kiện ở quốc hội Để chúng ta nắm bắt rõ ràng hơn Nhưng mà gần đây hầu như Adam Cochran dành hết thời gian về cái sự kiện Binance và CZ Tôi không nói là Adam Cockin làm sai hay là làm đúng hay là đưa những thông tin này ra là không có giá trị. Đương nhiên rất nhiều người cảm thấy thông tin này có giá trị. Các bạn đã thấy được là cái độ tương tác cũng rất là cao. Nhưng mà đây là một cái loại giá trị khác các bạn. Thì tí thuận cho bạn một cái ví dụ. Những bạn nào mà theo dõi kênh một thời gian dài đã cũng đã nhớ là trước đây rất lâu đó Thuận đã nói về một cái dự án đó chính là OneCoin. One Coin là một dự án mà những người nào mà tham gia từ những năm 2017 thì sẽ nhớ cái dự án đó và lúc đó rất nhiều người đã nói là thường nói sai uh, OneCoin One không phải là như vậy One Coin là một dự án mà sẽ xóa ngôi BTC vân vân thì các bạn đã thấy là thường nên nhận ra được không phải là khi thường chia sẻ One nó không có giá trị mà nó không chấm dứt cái đó các bạn khi mà các bạn nói xấu về một dự án nào đó hay là các bạn muốn nói một dự án nào đó là lừa đảo đó thì các bạn cần phải có dẫn chứng, các bạn cần phải có thời gian, nó tốn rất là nhiều công sức để có thể tìm hiểu thông tin và các bạn sẽ có những cái người phản hồi trở lại và các bạn cũng cần phải có thời gian để mà trả lời họ hay là các bạn cần phải đưa ra thêm dẫn chứng để chứng minh là các bạn đúng, nó sẽ kéo rất là dài các bạn và đó là một loại giá trị khác và có những cái kênh chuyên làm những chuyện đó các bạn, giống như là Coffeezilla là một trong những cái channel rất nổi tiếng và Coffeezilla đây là một kênh mà chuyên nói về những cái dự án những người mà có nghĩ là có vấn đề để cảnh báo mọi người thì đó là một loại giá, giá, trị khác đối thuận đó thì thời gian có hạn các bạn một người không thể làm hết tất cả được nếu như các bạn dành thời gian để mà nói về dự án này là lừa đảo dự án kia là lừa đảo hay là các bạn nói là dự án này là cần nên được cảnh báo vân vân thì các bạn không có những thời gian đó để có thể chia sẻ những thông tin khác như là liên quan đến tình hình tài chính nói chung, liên quan đến chung bình giá, chiến lược đầu tư, những thứ khác mà có thể nhiều người khác cảm thấy có giá trị hơn. cho nên đối với thuận nên khi mà một số bạn là tại sao thuận không dành thời gian tìm hiểu dự án này để cảnh báo cộng đồng hay dự án kia để cảnh báo cộng đồng, không phải là thuận không muốn các bạn chỉ là đó là một cái loại giá trị khác mà tôi nghĩ là sẽ có nhiều kênh như là Capizula là sẽ chuyên về những cái đó bản thân thuận đó thì muốn chia sẻ giá trị vào một cái góc nó tích cực hơn đó là quan điểm của mọi người khi mà họ vận hành một cái kênh youtube mà thôi các bạn và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là thượng nghị sĩ elizabeth warren người mà chúng ta cũng rất quen thuộc rồi thì thượng nghị sĩ này đã gửi thư tới sec không phải liên quan đến crypto của bạn gần đây thì thượng nghị sĩ warren rất là im lặng về crypto nhưng mà lần này đó thì gửi thư tới để yêu cầu điều tra về mối quan hệ của Tesla và Twitter Tại sao? Tại vì thượng nghị sĩ Warren đã nêu rõ là Elon Musk có thể dùng tiền của Tesla sang mục đích vi phạm luật lao động Và cái mà ta nói đây đó là các bạn đã nhớ là có nhiều cái lời chỉ trích nói là Elon Musk khi mà mua lại công ty Twitter đó thì đã cho phép một số những nhân viên của Tesla để mà hỗ trợ Twitter những cái lập trình viên thì điều này đó đã vi phạm luật lao động tại vì những cái nhân viên đó không phải là nhân viên của Twitter đó là cái chuyện liên quan tới luật lao động các bạn và về việc là có sử dụng sai tiền của Tesla vào mục đích khác hay không thì chúng ta không có biết chỉ biết đây là những cái chỉ trích đến từ thượng nghị sĩ Warren và điều này tạo ra xung đột lợi ích gây ảnh hưởng tiêu cực đến các cổ đông của Tesla. Và để thuận đứng chính lại, khi mà thượng nghị sĩ Warren nói là sử dụng tiền Tesla sao mục đích đó không phải là biển thủ tiền mà ý của bà ta nói đây đó là sử dụng những tài nguyên của Tesla để mà hỗ trợ những công ty khác của Elon Musk giống như là hỗ trợ Twitter và những công ty khác. Và đương nhiên khi mà tiền của công ty Tesla được dùng để mà hỗ trợ một công ty khác như là Twitter mà những cổ đông đó chưa đồng ý thì đây làm ảnh hưởng đến cái lợi ích của cổ đông. Đó là cái lời kêu gọi đến từ thương nghị sĩ Warren. đương nhiên đây chỉ là một cái đề nghị mà thôi các bạn SEC thì tôi nghĩ là cũng khá là bận rộn hiện bây giờ. Chứ không biết là có chấp nhận cái vụ điều tra này hay là không. Khi nào mà có theo thông tin tôi chia sẻ với các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link ở mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nếu mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa. Nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.